rồi. Đây cạo thâu đêm. Yeah. Cạo từ 10 từ đây ra cạo đây. À, này, đây nè. Đây nè. Không phải con nào. Đúng rồi, con đó đó. Đây nè. Đó đó. Để bỏ vào đây. Bỏ trong chai. Ui nó còn kìa. Ờ đúng rồi. Sao mình vô mình có liền hết. Càng cuống càng hết. Ờ, ổ kiến này. Cái kia về đó thấy nhẹ thấy dáng côn trùng như cây nè nó ra hột rồi. Ừ. À, tí nữa là con này nó lột ra như con đó. Ủa hay vậy hả? Ừ. Nhớ mình để ở nhà là một tí nữa nó khô quá rồi nó tách nó lột ra như vậy. À, giờ mình không ngâm nước là tí nó cứng. À, hay đó hả? Ừ. Lọc cỏ này hả? Chưa bung ra. Tí nó cái cánh nó dài 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 ra. Nhưng mà thời gian rất hơi lâu. Dễ gì mà nó rớt rồi vô chị. À, nó rớt ra hả? Không, nó rớt hả? Thấy cái chai đâu? Nó phát sáng lẻ là cái sắt nó nè.